Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo family công tắc trong phần Revit Family MVP. Chúng ta sẽ kích vào nút New phần Family này. Rồi mình sẽ lựa chọn là Magic Generate Model Face Space. Chúng ta kích Open. Rồi, ở đây chúng ta sẽ tạo một số các cái mặt phẳng tam chiếu. Ta kích vào đây. Mình sửa chọn công cụ Kích Line. Ok, ở đây mình sẽ chọn khoảng bên là 30. Ok, pick rồi theo phương kia chọn bên là 50, pick. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đo kích thước. Ok. Kích EQ. Kích EQ. Rồi, các bạn chỉnh tỷ lệ một chút nhìn cho nó nhỏ lại. Ok. Bây giờ mình lại đo tiếp. Ok. Rồi bây giờ mình gắn tham số. Đây là Y. Ok. Thằng này mình gán là len. Ok. Bây giờ mình về mặt đứng. Front. Rồi mình tạo một cái độ dày. Chúng ta kích chọn thôi. Create similar. Pick. Chọn là 10. Ok. Pick line. Rồi, bây giờ mình sẽ đo. Ok, đây, 10. Ta chọn Create Similar. Thickness. Nhấn ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ về mặt bằng. Chúng ta sẽ vẽ cái mặt đế, cái công tắc ở đây. Chúng ta kích Create Extrusion. À không, chúng ta sẽ sử dụng cái Blend. Ok, mình sẽ vẽ cái đáy trước bằng công chúng ta sử dụng pick line, chúng ta lock pick. Rồi mình sử dụng trim trim nữa. Ok, đây là phần đáy. Rồi ok, mình kích vào edit top, mình kích vào pick line, mình cho offset là khoảng 5. Ok. Rồi mình trim. Rồi các bạn thể set vật liệu cho nó. Đó, mình kích finish. Ok, chúng ta về cái mặt đứng front. Mình sẽ align cái mặt này vào, dùng lệnh AL bắt cái này, bắt mặt trên. Khóa lại. Ok. Rồi bây giờ mình về cái mặt bằng. Đây mình sẽ đục một số các cái lỗ để bố trí công tắc. Chúng ta sử dụng Grace, sử dụng khối void. Chúng ta sử dụng void extrusion. Ok. Đây mình sẽ sử dụng lệnh rectangular. Ok, mình sẽ vẽ một cái khối ở đây. Rồi mình sử dụng lệnh đo. Xóa đi. Ok. Đo. Ok. Kích vào EQ. Rồi kích vào đây, kích vào đây, kích vào đây. Kích vào EQ. Cân bằng. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái mặt phẳng tham chiếu. Create reference. Ok, mình sử dụng pick line 100. À, 40. Bé thôi. 30.
20. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng công cụ vẽ hình tròn này. Vẽ đây. 3. Bốn thì ok, bên này mình cũng để là bốn, ok rồi mình kích vào hình tròn này, mình tích vào center, rồi mình sẽ align cái thằng này, sử dụng lệnh align đây, ok bật vào đây, khóa lại, ok thằng này mình cũng chọn, sau đó kích vào center mask visible, dùng lệnh align bắt vào đây, ok theo phương đứng bắt vào đây, ok đó, xong các bạn có thể gắn tham số cho cái đường kính của mình và mấy cái lỗ này ta, cái finish rồi, ok mình về front mình xem mấy cái lỗ này, ok các bạn kéo xuống bắt vào lưới này rồi các bạn khóa lại, rồi bây giờ mình về 3D mình xem. Đây. Đây chính là cái tạo cái công tắc. Rồi bây giờ mình sẽ tạo cái kết nối điện cho electric connector. Mình bắt cái mặt dưới sử dụng phím tab. Bắt cái mặt này. Ok, mình escape mình chọn thằng này. Rồi mình chọn classification, mình chọn là power. Ok. Rồi volt chọn 120 chẳng hạn, ví dụ vậy. Hoặc bao nhiêu tùy các bạn. Rồi chúng ta tạo một cái tham số cho nó để người dùng điều khiển. Phone switch. Ok. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn category cho nó vào family category. Ở đây mình sẽ chọn là phần lighting feature, electric, mình chọn electrical feature, phần path type này, các bạn chọn mình là switch công tắc, rồi phần maintain annotation orientation các bạn tích lựa chọn này cho mình, đấy để tí nó hiển thị cái phần ký hiệu trên mặt cái mặt bằng được ra, rồi mình kích ok. Rồi sau khi được hình này rồi bây giờ mình sẽ tạo cái ký hiệu cho nó, mình vào file new family, mình chọn phần annotation, mình chọn phần magic generic annotation, ok rồi chúng ta sẽ kích vào file xóa đi, rồi ở đây các bạn nhớ chọn phần rotate with component, keep text readable, ok các bạn có thể vẽ bất kỳ cái ký hiệu nào mà các bạn mong muốn. Ở đây mình sẽ vẽ một cái hình đơn giản thôi. Ok. 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 Rồi sau đó mình vẽ đường line ví dụ vậy, rồi sau khi vẽ xong mình có load into project, rồi mình load vào cái thằng này mình bắt vào đây, ok mình nhấn escape, sau đó mình sẽ khóa cái thằng family ký hiệu này vào cái đường lưới của mình sử dụng lệnh align, rồi mình bắt vào đây, bắt thằng này, bắt thằng này, bật thằng này align, ok rồi bây giờ mình tắt một số các tab không cần thiết đi, bây giờ mình sẽ mở cái project mà dùng để kiểm tra electric state, rồi phần lighting đây, rồi bây giờ mình sẽ load cái thằng này vào, load into project electric test, ok rồi các bạn thấy mình đặt vào đây, ok đó, bất kỳ ký hiệu nào mà các bạn muốn các bạn đều đặt được, ok
Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cách chúng ta tạo cái công tắc điện theo cái hình dạng bất kỳ các bạn mong muốn, từ đấy các bạn có thể vẽ bất kỳ cái gì các bạn muốn. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì hãy đặt nó trên website rsvn.net. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.